Cuối năm là thời điểm ngành du lịch thành phố đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, hoạt động xúc tiến, đặc biệt là quảng bá điểm đến nhằm thu hút du khách ở trong và ngoài nước. Và chính điều này đã giúp tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách nước ngoài và tăng chi tiêu của du khách. Mời quý vị cùng theo dõi phần ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn tại thành phố Hồ Chí Minh. Những chuyến xe buýt này đã giúp du khách có những trải nghiệm thú vị khi vừa có thể ăn uống, vừa ngắm toàn cảnh thành phố trong không khí mát mẻ những ngày cuối năm. Bên cạnh đó, các hoạt động khám phá văn hóa lịch sử tại những công trình kiến trúc nổi tiếng của thành phố cũng đã giúp du khách trong và ngoài nước thêm yêu mến thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều cảnh đẹp và các công trình kiến trúc hoành tráng khiến chúng tôi rất thích thú khi được tham quan tại đây. Không cần đi đâu xa, ngay trung tâm thành phố là đã có thể ngắm cảnh đẹp, mua sắm thoải mái, thưởng thức ẩm thực và giao lưu với nhiều người dân thân thiện, mến khách. Cứ mỗi dịp mà gần đến cuối năm và gần Tết thì thành phố thì lại trang hoàng nhiều cái cảnh sắc hơn. Đặc biệt em cũng khá là ấn tượng về buổi hòa nhạc acoustic hoặc là nơi để check-in rất là đẹp. Dù trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng với tiêu chí phục vụ người dân và du khách có một mùa lễ hội cuối năm sôi động, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn đã hưởng ứng mạnh mẽ các chương trình kích cầu này với sự tham gia của gần 400 sản phẩm dịch vụ du lịch với nhiều chính sách khuyến mãi, ưu đãi, giảm giá đến 50%, cùng với nhiều quà tặng dịch vụ đi kèm hấp dẫn liên quan đến các lĩnh vực như spa, du lịch y tế và ẩm thực. Xác định là những cái khuyến mãi á, nó sẽ giúp kích thích cái nhu cầu của du khách. Giúp tạo ra những cái niềm vui cho du khách nho nhỏ và cũng như là giúp cái doanh nghiệp mà lữ hành thúc đẩy và hoàn thiện được cái kế hoạch kinh doanh, thì chúng tôi có những cái chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 3, tức là được giảm giá khi đăng ký sớm, giảm giá theo nhóm đông và được tặng những cái quà tiện ích du lịch. Năm nay, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có sự đồng hành của Sở Công Thương và các cơ sở siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn, cùng triển khai nhiều ưu đãi mua sắm 20-50% nhằm khuyến khích du khách chi tiêu nhiều hơn. Cuối năm chính là dịp du khách có thể mua sắm thỏa thích tại các trung tâm thương mại với những chương trình siêu giảm giá lớn nhất trong năm. Song song với các hoạt động xúc tiến trong ngoài nước, thì đối với các hoạt động trong nước thì chúng tôi nâng cấp hơn. Thứ nhất là nâng lên về cái chất lượng và đào sâu hơn về cái chất lượng của tất cả các chương trình trong nước, và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng những cái sự kiện này cũng được cái sự hưởng ứng của rất nhiều là sở ngành, sẽ tạo một cái vệt lớn với cái mô hình là lễ hội trong lễ hội. 11 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 5.336.000 lượt, khách du lịch nội địa đạt 34.132.034 lượt. Tổng thu du lịch 11 tháng ước đạt 173.553 tỷ đồng. Đó cũng là kết quả của quá trình nỗ lực mà ngành du lịch thành phố đã tập trung phát triển sản phẩm du lịch, triển khai nhiều chương trình liên kết, xúc tiến du lịch giữa các địa phương.